Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công tại khu liên hợp thể thao quốc gia quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đồng thời kiến nghị chuyển tài liệu hồ sơ chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra sai phạm tại khu liên hợp này. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khu liên hợp thể thao quốc gia là chủ thể quản lý bãi đỗ xe với diện tích hơn 94.417 m², nhưng lại không trực tiếp quản lý sử dụng mà bàn giao mặt bằng cho công ty khai thác điểm đỗ xe, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Từ năm 2003, công ty đã khai thác, sử dụng khu đất trên, nhưng đến nay chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất, đồng thời chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất. Cũng từ năm 2003, Ban Quản lý Dự án Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An Bình hợp tác đầu tư xây dựng trạm phân phối ga và giao cho công ty sử dụng 865 m² đất nằm trong khuôn viên khu đất cung thể thao dưới nước. Công ty này không phải nộp một đồng tiền nào thuê đất cho nhà nước từ đó đến nay. Trong giai đoạn 2009-2018, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia cũng không nộp tiền thuê khu đất trên cho ngân sách nhà nước với số tiền 1,94 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến năm 2018, đơn vị này đã ký 202 hợp đồng cho thuê mặt bằng các khu đất với 42 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cho thuê một số khu đất không đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép, không nộp hồ sơ khai thuế, không làm đầy đủ thủ tục cho thuê đất. Số tiền vi phạm trong các thương vụ cho thuê đất hợp tác kinh doanh tại khu liên hợp được phát hiện qua thanh tra là gần 777 tỷ đồng. Theo cơ quan thanh tra, để xảy ra những sự việc trên là do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao thiếu sự kiểm tra rà soát việc thực hiện liên doanh, liên kết nên không phát hiện được những vi phạm của khu liên hợp thể thao quốc gia. Kết luận thanh tra cũng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm vi phạm của khu liên hợp.